Xin chào kính chào quý giả của truyền hình SCT. xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Lũ Dũng. Thưa quý vị, cái đề tài Afghanistan trong những ngày qua, mặc dù đã qua cả gần một tuần lễ nhưng mà nó coi như vẫn là cái đề tài mà thời sự nóng bỏng của nước Mỹ, thậm chí cả thế giới. Bởi vì nó làm cho người ta nhớ lại cái hình ảnh Sài Gòn 46 năm về trước khi mà chính quyền miền Nam bị sụp đổ và sau khi Mỹ đã rút ra khỏi Việt Nam vào năm 1973. Và trong những bài trước tôi đã phân tích cho quý vị Thực sự là nhìn thì thấy nó giống Bề ngoài Cái hình ảnh máy bay bay trên nóc nhà Cơ quan của Mỹ Nhưng mà trên thực tế nó khác nhau nhiều lắm Và hôm nay nó còn khác nữa tôi muốn phân tích cho quý vị Đó là tình trạng những người tị nạn Quý vị thấy trên màn hình đó Là những người Afghanistan Vào cái ngày 15 tháng 8 Họ bám theo, chạy theo cái chiếc máy bay C-17 Glowmaster của quân đội Mỹ để họ mong là lên được trên đó và chiếc máy bay đã chở 640 người nằm trong cái khoang đó. và có một số người leo lên máy bay và bị rớt xuống 7 người thiệt mạng thậm chí có một người chết ở trong cái càng gọi là bánh xe máy bay mà đáp đó. và đây quý vị thấy những hình ảnh mà bây giờ nó rối loạn thế người ta đặt ra câu hỏi là một số người ở bảo cái này Kabul giống Sài Gòn cách này 46 năm về trước và câu hỏi lớn là, là nhiều người bảo không cũng giống không giống. Và thậm chí, một tạp chí là tờ báo lan Atlantic tờ bảo đây không phải là Sài Gòn, nó còn tệ hơn Sài Gòn. This is not Sài Gòn. This is worse than Sài Gòn. Tệ hơn Sài Gòn luôn. Tại sao tệ như thế? Tức là so sánh giống Sài Gòn là không đúng. Về mặt những người tị nạn. Đây phải chuyên về người tị nạn tôi nhé. Những cái chính sách khác từ hôm trước tôi đã kể quý vị nghe rồi mình chỉ nói về cái hình ảnh những người tị nạn Ngày 30 tháng 4 ở Việt Nam cũng có những cảnh rồi như nhưng mà không có cái cảnh mà bám theo máy bay hoặc là hồi đó có mà không có hình ảnh quay lại tôi không biết nhưng mà những gì tôi coi được ở trên TV sách báo thì không thấy cái cảnh như này cái hình ảnh mà nổi tiếng nhất là một nhóm người leo cầu thang lên cái chiếc trực thăng đậu trên nóc nhà cái tòa nhà số 22 đường Gia Long bây giờ là 22 Lý Tự Trọng ngay gần góc đường Đồng Khởi trước đây gọi là Điều tự do mà nhiều người lầm tưởng đó là nóc tòa đại sứ Mỹ mà không phải tòa đại sứ Mỹ thế thì bây giờ người ta nhìn thấy hình ảnh hình ảnh này tôi nghĩ là năm 75 cũng có nhưng mà chúng ta không ghi nhận lại được còn đây quý vị thấy không người ta leo vào trong tường và chủ lục chiến Mỹ đưa những người này vào sách một em bé đưa vào bên trong chỗ mẹ đây là những cảnh tượng mà có thể hồi năm 75 chúng ta cũng thấy Chứ phải không Nhưng mà nó khác nhau cái gì Tại sao tình trạng này nó tệ hơn là Sài Gòn đó. Thì trước hết đó thưa quý vị Các nhà mà gọi là Hoạt động Về vấn đề di dân dân tị nạn Trong những ngày qua họ chỉ trích chính sách của Mỹ Đặc biệt là của Tổng thống Joe Biden Là đã không có một kế hoạch Để di tản những người này Đúng mức để cho họ phải chịu những cảnh mà gọi là rối loạn như này được cái là chưa có ai bị chết không có ai bị chết trong chuyện này nhưng mà nhìn thấy cái hình ảnh mà quý vị đứng ngồi như thế tùm lum tùm la leo tường làm cho người ta khó chịu lắm mà dân mỹ buồn cười lắm khi mà lính mỹ ở afghanistan lâu quá thì muốn rút ra mà khi rút ra thì gặp những cảnh tượng mà thì họ lại đau lòng và chính là một tổng thống joe biden ông bảo là không có cái cuộc mà gọi là rút quân nào mà nó không có hoàn hảo mà nó hoàn hảo nó luôn luôn phải xảy ra những hình ảnh như thế này phải có những hình ảnh như thế này Thế nhưng mà tại sao người Afghanistan lại bị hạo hoàn cảnh này Người Việt Nam trước năm 1975 Không bị Hoặc nếu có bị Tôi không thấy những hình ảnh ghê gớm như vậy Hay là không thấy những hình ảnh Mà nó lộn xộn như thế này Thì nó có nhiều cái lý do trong đó Thứ nhất Chúng ta phải kể đến cái vấn đề gọi là Địa lý và địa dư Của Việt Nam và Afghanistan Nó khác nhau gần như hoàn toàn Việt Nam lúc đó nằm ở cách bờ biển biển đông á chỉ có độ chừng ba chục cây số thậm chí không tới nó tính ra đường tim bay từ cảng sài gòn ra chừng hai chục cây số một trăm ba mươi người việt nam đã được di tản trong những ngày đó ngày ba mươi tháng việt nam nằm ngay biển hạm đội bảy mỹ động ngoài khơi chứ thế bay ra trực thăng bay ra rồi việt nam có cả đường biển đi tàu được luôn có cả đường sông ra bến tàu luôn cứ leo lên tàu chúng tôi dành nhau lên chúng tôi lên là chúng tôi đi ra khơi là hạm đội bảy vớt thấy chưa Afghanistan không có biển nó gọi là landlock country xung quanh là toàn những cái nước mà đồi núi không đi đâu chỉ có một đường duy nhất hai đường duy nhất đúng hơn là đi đường bộ và máy bay nó đi đường bộ thì nguy hiểm quá qua Pakistan qua Tajikistan qua những nước khác chưa chắc an toàn chỉ có một đường hàng không đi là an toàn thôi bây vì tất cả mọi người dồn vào đường hàng không là kẹt Thấy giờ về mặt địa lý chúng ta thấy khác nhau kiểu đó mỹ đã không lập cầu không vận mỹ không thể nào đưa hàng loạt hàng chục chuyến bay hàng trăm chuyến bay vào cũng không được Rồi lát tôi sẽ nói tại sao không được tôi nói trước mắt về mặt địa lý đó về địa dư đó khác, khác với việt nam cái điểm thứ hai đó Mặc dù ông Biden cũng thú nhận là chuyện này khá bất ngờ Bởi ông tính là theo tình báo tới 3 tháng sau thì Taliban nó vào Kabul và 3 ngày sau vô tới này. Thành ra không kịp. Nhưng mà thực sự có kịp không? Nếu muốn người Mỹ vẫn làm được. Người Mỹ có thể đưa cả hàng trăm chiếc máy bay qua Dớt mấy chục ngàn người đi về. Như họ đã từng làm lập cầu không vận vào năm 1973 giúp Israel đánh cái khối Ả Rập. Hồi đó không có di tản người nhưng mà họ đưa máy bay qua, họ lập cầu không vận nó tiếp xăng trên trời kia họ nước mỹ nó làm được hết á tại sao họ không làm với người bảo không có, có lý do của nó thế giờ trong khi đó năm 1975 mỹ biết trước là chính quyền sài gòn sẽ sụp đổ và họ lập tức mở một chiến dịch gọi là operation frequent win à vị nhớ không của hạm đội bảy ở ngoài khơi những ai ra là chúng tôi bốc lên hết bốc lên bốc lên đưa vào Guam đưa vào Philippines tôi còn nhớ cái USS Midway có cả ông phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ lúc đó cũng lên rồi cả ông trung tướng Ngô Quang Trường cũng lên sau này tôi còn thấy cái hình ông Kỳ cũng kể lên nghĩa là đưa súng đưa lo nó cũng được ở cái phòng riêng của ông hạm trưởng rồi được uống bia bất quay có hình uống bia bất quay nữa người Việt Nam được tiếp đón nồng hậu ở trên các chiến hạm của Mỹ đưa vào Guam đưa vào Philippines rồi sau này nghĩa là đưa vô từ từ đưa vô quá dễ. Tại sao Mỹ có một chiến thuật di tản người Việt Nam trong khi Mỹ không có chiến thuật di tản người Afghanistan? Tôi nói lại nha, nếu Mỹ muốn di tản người Afghanistan, cho dù Taliban mà bất ngờ như vậy, họ vẫn làm được. Và bây giờ họ đang làm, nhưng không làm nhanh được. Đó. Thì thêm hai chuyện. Tại sao Mỹ có một chiến, có một cái, 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 cái kế hoạch di tản người Việt Nam, Việt Nam, không có kế hoạch di tản người Afghanistan nhanh như vậy? đó là hai cái lý do cái lý do thứ ba là, là chúng ta phải hiểu rằng như thế này ông joe biden trong thời gian qua sở dĩ đăng lý rút quân hết ngày 1 tháng 5 theo yêu cầu mà ông donald trump đã ký với lại bên taliban thì ông kéo dài đến 31 tháng 8 Nó có cái lý do của nó Bởi vì 18.000 thông dịch viên và thông ngôn cộng với gia đình trực hệ của họ vào khoảng cỡ bảy chục ngàn tám chục ngàn người thưa quý vị làm hồ sơ cho những người này không dễ không có nhanh làm rất là lâu cho nên đó lý do tại sao ông Biden tưởng là ngon cơm mới kéo dài ra 3 tháng để mới đủ thời gian để đưa những người này vào không ngờ nó là, nó nó, nó sụp sớm tại sao phải mất thời gian nhiều đối với người Afghanistan đi vào trong nước Mỹ mà người Việt Nam hồi năm 1975 đâu có lâu ra chả cần giấy tờ ấy. Ừ. cứ ra là ra Việt Nam là chúng tôi cho lên tàu thôi sao có chuyện lạ vậy à, tôi sẽ phân tích tiếp cho quý sau phần quảng cáo xin quý đừng rời màn hình SCT. của truyền hình SCT Sau đây chúng tôi sẽ trở lại chương trình Thời sự 247 Tôi đang nói về cái chuyện Tại sao di tản người Afghanistan khó hơn di tản người Việt Nam Năm 1975 Và tờ báo The Atlantic Đã chạy cái tựa This is not Sài Gòn This is worse than Sài Gòn. Đây không phải là Sài Gòn Đây còn tệ hơn Sài Gòn Trong vấn đề di tản Người dân mà từng là đồng minh Từng là làm việc với người Mỹ Thấy không? Tôi đã nói cái chuyện mà ông Biden bất ngờ Nhiều người bảo ô bị bất ngờ làm cái chuyện nhỏ Tôi nói quý vị là Mỹ mà muốn nếu bây giờ tất cả những người Afghanistan mà từng làm việc cho Mỹ và bà con họ bằng người Israel Bảo đảm quý vị hai ngày xong Hai ngày là xong Chúng tôi đưa đi ngay Bằng mọi cách tôi đưa đi ngay nhưng vì quý vị là Afghanistan hả? Câu chuyện nó khác Nên nhớ là tổng cộng khoảng 80 ngàn Năm 1975, 130.000 người Việt Nam được đưa ra chỉ trong một ngày. 30 tháng 4, 130.000 người thưa quý vị. Tại sao vậy? À, người miền Nam Việt Nam được Mỹ coi là đồng minh cùng sát cánh bên nhau. Cái này sẽ có người tranh cãi, chuyện đó tôi không cần biết. Tôi đang nói cái quan điểm của người Mỹ lúc đó. Những người lính miền Nam người ta được cho là được biết cho là đồng minh với sát cánh với nhau. Afghanistan không phải là đồng minh. Quý chỉ làm thông ngôn cho chúng tôi thôi, thông dịch chúng tôi thôi mà chúng tôi biết chúng tôi chặt tiền quý vị mà tối về có khi là quý vị là đi theo Taliban. Không ai biết được hết. Mà hầu hết những người ở miền Nam hồi đó miền Nam Việt Nam đó, đều không ít thì nhiều đều có người trong gia đình tham gia chính quyền chế độ cũ. Đó có những đồng minh của Mỹ thôi à, dễ quá chúng tôi đưa đi rồi thêm nữa 1975 chưa có khủng bố chưa có khủng bố cũng có nhưng mà họ khác nhưng nó không phải như bây giờ người mỹ người ta vẫn ngại người afghanistan bởi vì họ là hồi giáo nhất là trong những năm gần đây quý vị thấy đức pháp các nước châu âu nhận rất nhiều người hồi giáo ở bên syria morocco bên châu phi đi qua biển địa trung hải rồi có những cái vụ tấn công nhà hát ở Paris, những vụ đâm ở trạm xe điện ngầm vân 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 vân. Người ta lo ngại. Thành ra năm 1975 đó, người dân miền Nam Việt Nam nó lên tàu, lên máy bay ra tàu, không hỏi ai, không có phải qua máy nói dối luôn. Ngay cả khi mà phỏng vấn để đưa đi vào Mỹ, thì phỏng vấn có làm chế độ cũ ông đưa giấy tờ đi rồi chúng tôi cho đi. Không phải qua máy kiểm tra nói dối, người áp máy sang giờ phải qua cái đó. Đó là lý do tại sao nó chậm chạp Rồi cái gì nữa Về đối nội Tôi nói với quý vị một vài lần Chính sách của Mỹ là do đối nội ảnh hưởng Trong thời gian qua Ông Biden bị chỉ trích rất nặng nề Đặc biệt là người Mỹ trắng Trong cái chuyện họ tố cáo mở cửa biên giới phía Nam Cho người Mexico vô Hồi đó ông Biden, ông, ông Trump không cho vô, bảo ok, muốn chờ chờ bên Mexico, ông Biden cho chờ bên này và mới đề toán bắt ông Biden giờ phải đưa lại những người đó về chờ bên Mexico không có cho qua Mỹ chờ ông Biden đã bị chính người Mỹ trắng bản xứ cùng màu da với ông họ đã khó chịu chuyện này bởi vì họ cảm thấy rằng là ông quay ngược cái chính sách gì chú ông không xây tưởng tiếp ông để cho trẻ em mà không có cha mẹ đi vào thoải mái cái đó nó làm cho ông chùn bước ông cũng sợ chứ và quý vị nhớ ông khi mà ông tuyên bố cái số người mà hàng năm được vào mỹ đó cái cô ta cái hạng ngạch ông giữ nguyên cái hạng ngạch của ông trump bây người ta la quá sau đó ông tăng lên lại tức là ông vẫn sợ hãi cái cánh mà người mỹ trắng vì sao dưới 4 năm thời ông trump ông trump đã gieo đầu người ta là những người này vô là sẽ làm cho quý vị trở thành thiểu số và cuộc uh, thống kê dân số vừa rồi cho thấy là dân mỹ trắng càng ngày càng giảm và dân thiểu số càng ngày càng tăng lại chết ông biden Ngại chứ Mặc dù là đảng Dân Chủ đang nắm cả tòa Bạch Ốc Cả Hạ Viện và Thượng Viện Ông lo cái sợ là cái cuộc bầu cử giữa kỳ này Nên nhớ là Hạ Viện bây giờ là chỉ hơn có vài ghế Dân Chủ hơn Cộng Hòa có vài ghế thôi Mà ông mà mở rộng thoải mái nhận người di dân vô này. Ngay cả người Afghanistan từng là làm việc với mình vào Dân Mỹ họ vẫn không thích Bởi họ rất sợ, rất ngại với người Hồi giáo này Và đặc biệt nữa Trong những ngày qua Một cái tiếng nói rất quan trọng trong giới bảo thủ đó là ông nhà báo tất cơ ở uh, của đài truyền hình Fox một cái đài cái chương trình bây giờ coi top giờ nhiều người coi và ông đã chỉ trích những cái chính sách của Mỹ khi mà đưa vào các quốc gia khác rồi cuối cùng là giống nhau rút ra bỏ người ta và ông nói một câu rất nặng quý nghe sau đây xin mang có thể cho coi cái laptop của tôi cái laptop ạ à. Đại quý vị nghe nha. Many refugees from Afghanistan resettle in our country in coming months, probably in your neighborhood. And over the next decade that number may swell to the millions. So first we invade and then we're invaded. It is always the same. Đại quý vị nghe không? Trước hết chúng ta xâm lăng nước người ta, rồi bây giờ chúng ta bị xâm lăng. Và nó luôn luôn là như vậy. Ý nói là gì? Thấy chưa? Ý nói là cuộc chiến Việt Nam đã có bài học đó rồi không học. Bây giờ Afghanistan y chang. Và khi ông Tất Cơ Ca Sân ông nói và rất nhiều người Mỹ nghe, đặc biệt những người bảo thủ. Tôi tin là ông Biden có trùng bước sau khi nghe cái câu của ông này. Có trùng bước, có ngại ngùng. Xin nhắc lại, ông Tất Cơ Ca là một người bảo thủ của Đài Fox. Rất nhiều người coi. Và ông nói cái câu là ban đầu chúng ta xâm lăng họ, bây giờ chúng ta bị xâm lăng. Và nó luôn luôn giống nhau như vậy. Thì đó là những cái mà có thể làm cho ông Biden chùn bước không dám đẩy mạnh cái chuyện nhận người Afghanistan vào và cái hồ sơ đó những cái bộ nội an họ làm việc họ vẫn phải phỏng vấn này kia nó kẹt cứng hết mặc dù là Mỹ đã bắt đầu chuyển những người Afghanistan từng làm việc cho Mỹ vào rồi trước khi Taliban trước khi Taliban vào vào Kabul trước đó độ 2 tuần đã có hơn 200 người Afghanistan được bay vào Mỹ đến Virginia rồi nhưng mà không nhưng mà tiến trình đi rất chậm năm 75 ào 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 đi thấy chưa rồi bây giờ cái này mới là mới quan trọng người dân mỹ mà ngay cả chúng ta quý vị luôn đang ở mỹ ngày trước năm 1975 nghìn người mỹ họ nhận người việt nam và người đông dương vô nói chung người lào người Cambodia một số ít đó. họ cũng đâu thích đâu mấy anh ở đâu vô nhưng họ không sợ bằng người afghanistan bây giờ và tôi nhớ năm 1975 người việt nam vào mỹ bị chia làm bốn nơi chứ không chờ một chỗ. Camberton, California là một nè. Ờ, bên Arkansas là hai nè. Pennsylvania là ba nè. Ờ, à không xin lỗi. Ờ, ở, 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 đúng rồi. Arkansas, Florida và Pennsylvania. Tôi hình như tôi lộn như bên Indiana có nữa. Đại khái luôn Florida không có. Xin nhắc lại. Arkansas, ở California, Pennsylvania và Indiana. Bốn nơi. Không có cho tập trung lại. Họ sợ chứ nhưng bây giờ người Afghanistan khác hơn nhiều nhìn quý vị thấy không áo mặc dài xuống này râu ria xồm xàm tóc thì dài không người ta sợ lắm và người ta không biết đâu là khi nhận những người Afghanistan này vào rồi trở thành những cái những cái những cái tổ như gọi là lôn với những con sói hết, cô đơn đó đi phá nước Mỹ giống như bên châu Âu bị phá ở đây tôi không nói tính kỳ thị hay ai đó, Nhưng mà đó là sự thật có Có thật, cái chuyện có thật Người dân Mỹ người ta lo ngại Đó lý do tại sao mà là nó ngại ngùng Thành ra cái chuyện mà di tản người Afghanistan Tại sao nó chậm chạp Cho nên cái tờ báo địa lan tích mới đặt lên là This is not Saigon, it's worse than Saigon Tệ hơn Sài Gòn Là như thế Người miền Nam Việt Nam nó được đón nhận dễ dàng hơn Người Afghanistan thì không dễ và bây giờ đây là trong những ngày tới vị thế là bây giờ tạm thời những người Afghanistan này được đưa qua các nước khác như Bahrain, Kota, uh, Qatar, Kosovo, uh, Macedonia để tạm thời ở đó rồi Mỹ mới phỏng vấn từ từ cho vô mà rồi những người nay mai rớt phỏng vấn thì sao không biết họ đi đâu nhưng mà ít nhất là người Mỹ để giải quyết cái chuyện đó. còn hồi đó Mỹ đó miền Nam Việt Nam mà dân miền Nam đó, bốc một cái cho lên chính hạn đưa vô Guam để lãnh thổ của Mỹ đưa vô Philippines lúc đó cũng vẫn còn là không phải lãnh thổ của Mỹ nhưng mà căn cứ của Mỹ từ từ bắt đầu đưa vào Mỹ, thấy không? rồi gọi là hội nhập cuộc sống dễ dàng. người Afghanistan khác nhiều. đó là lý do tại sao người ta bảo là Kabul không giống Sài Gòn mà còn tệ hơn Sài Gòn. tức là người dân Afghanistan không được đối xử như người Mỹ đã từng đối xử với người miền Nam Việt Nam. đó là câu chuyện đáng chú ý trong tuần gửi đến cho quý vị. cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. chúng tôi sẽ vị vào chương trình sau.